could be us. So back to what I was saying. Could be us. Thực hư tin đồn giả nải lượng trốn thuế hơn 900 tỷ đồng. Phòng làm việc của sao nam hoa ngữ này đã lên tiếng trước tin đồn trốn thuế. Thời gian gần đây, làng giải trí xứ Trung đã phát hiện nhiều ngôi sao trốn thuế, không những phải nộp phạt với số tiền khổng lồ mà bị phong sát. Trốn thuế chính là việc làm phạm pháp có thể khiến sự nghiệp của các nghệ sĩ rơi vào bế tắc. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ nổi lên từ khóa 260 triệu NDT của giả nải lượng. Ngay lập tức, nam diễn viên giả nải lượng bị nghi ngờ là trốn thuế bằng việc ký hợp đồng ma. Ngoài từ khóa trên, một trong những điều khiến tin đồn nam diễn viên trốn thuế chính là thu nhập không rõ ràng của anh chàng. Được biết, ngoài việc diễn xuất, giả nải lượng còn bắt đầu lấn sân sang livestream bán hàng. Anh đã bán được 2.000 sản phẩm, với số tiền thu về là 2,24 tỷ NDT, khoảng 7.912 tỷ đồng. Tuy nhiên, nam diễn viên chỉ nhận 1% tiền hoa hồng, trong khi mức bình thường sẽ dao động khoảng 15% đến 50%. Đứng trước tin đồn thất thiệt, sáng ngày 24 tháng 4, phòng làm việc của giả nải lượng đã đưa ra thông cáo báo chí nhằm đính chính thông tin trên. Tài khoản trên mạng tên Tiểu Ký đã đưa tin thông tin sai lệch về giả nải lượng. Loạt thông tin về việc bán hàng livestream của giả nải lượng là sai sự thật. Chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi của giả nải lượng. Ngoài ra, con số 1% hoa hồng không phải là số tiền chính xác nam diễn viên được nhận, vì hợp đồng livestream với các nhãn hàng của giả nải lượng đều được dự kính.